kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn quyền lực khuynh đảo, quan chức cấp tỉnh phải thỉnh bà cò. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2022 khi đó, tờ báo Công an Nhân dân có đăng bài báo với nội dung lãnh đạo tỉnh Đồng Nai móc nối với ai để xin được vốn từ Trung ương. Bài viết cho biết khi dự án thiếu vốn, ông Trần Đình Thành, khi đó là bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, đã gọi điện nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin vốn Trung ương và bà Nhàn nhận lời. Đáp lại ơn nghĩa ấy, ông Thành yêu cầu cấp dưới tạo điều kiện cho công ty IEC trúng thầu vì đây là doanh nghiệp có khả năng và uy tín, có nhiều mối quan hệ với Trung ương và có công xin vốn cho tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trong vụ án công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, sau khi bà Nhàn nhận lời giúp đỡ tỉnh, ông Trần Đình Thành họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và dự án tại tỉnh này được tăng 754 tỷ đồng. Công ty IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được tạo điều kiện trúng thầu vì lãnh đạo công ty có công. Dự án được phê duyệt vào năm 2006, tổng mức đầu tư là 889 tỷ đồng, không bao gồm phần thiết bị y tế chuyên môn. Tháng 7 năm 2010, dự án được thay đổi, bổ sung phần thiết bị y tế là 754 tỷ đồng, nâng tổng đầu tư lên 1.904 tỷ đồng. Sau các lần điều chỉnh, dự án có 16 gói thầu thiết bị y tế chuyên môn trị giá tổng cộng 654 tỷ đồng và nhóm công ty IC trúng toàn bộ 16 gói với giá cao hơn nhiều so với thực tế. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò, là trung gian giữa tỉnh và trung ương, đồng thời bà cũng là trung gian giữa cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng và cơ quan tình báo Israel Mossad. Con đường trở thành siêu cò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đào tạo từ trước năm 2010. Để làm được siêu cò, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn phải quen biết cấp trung ương từ rất sớm, cấp này trao cho bà làm cò quốc tế và cò trong nước. Dự án liên quan đến IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vụ án rất lớn từ thời ông Phạm Minh Chính là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Trong các quan chức, nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm cò với Trung ương là những quan chức cấp tỉnh không có quen biết lớn ngoài Trung ương. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính, thời làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, thì ông Chính đã quen biết rất lớn với sếp của ông ta ở Bộ Công an. Đây là hình ảnh các quan tỉnh phải đi thỉnh bà cò. Vào năm 1995, ông Nguyễn Tấn Dũng nắm chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tức là Bộ Công an ngày nay. Thời điểm đó, ông Phạm Minh Chính được rút về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm gián điệp tại Cơ quan Ngoại giao Việt Nam tại Romania. Khi đó, ông Phạm Minh Chính là lính của ông Nguyễn Tấn Dũng tại Bộ Nội vụ. Về sau, ông Nguyễn Tấn Dũng tiến thân và vẫn luôn quan tâm ông Phạm Minh Chính. Năm 2002, ông Nguyễn Tấn Dũng là Phó Thủ tướng Thường trực. Trong khi đó, người khá thân thiết với ông Nguyễn Tấn Dũng là ông Lê Hồng Anh nắm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Được Nguyễn Tấn Dũng gửi gắm, ông Lê Hồng Anh cất nhắc Phạm Minh Chính. Đến khi ông Dũng lên làm Thủ tướng vào năm 2006, Phạm Minh Chính cũng tiến thân trong Bộ Công an và lên chức Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010. Tại Bộ Công an, Phạm Minh Chính có lịch sử thăng các cấp, bậc hàm tướng như thiếu tướng, trung tướng đều cùng với đợt với ông Tô Lâm. Và đến ngày 12 tháng 8 năm 2012, ông Phạm Minh Chính được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an như ông Tô Lâm. Phạm Minh Chính và Tô Lâm luôn kèn cửa với nhau và thực sự không ưa nhau. Vào năm 2011, khi bóng Lê Hồng Anh không còn là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh vận động đưa đến Quảng Ninh. Sau đó, ông Phạm Minh Chính rẽ sang hướng khác, được sự bao che của hai ủy viên Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015. Đấy là sự quen biết của ông Phạm Minh Chính đối với cánh miền Nam. Phạm Minh Chính còn rất nhiều mối quen biết khác, nhưng đây là hai mối quen biết đã giúp ông Phạm Minh Chính đi đường vòng nhưng đến đích trước ông Tô Lâm. Khi mà Phạm Minh Chính chạm trán với ghế thủ tướng thì Tô Lâm vẫn còn là ở Bộ trưởng Bộ Công an. Với sợi dây liên hệ như vậy, vào năm 2012, bà Nguyễn Thanh Nhàn đã quen cả Trung ương cao hơn ông Phạm Minh Chính. Vì thế, sự kết hợp giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Quảng Ninh không thể không có nghi ngờ. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là siêu cò,
quen bét cực khủng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có moi ra hay không thì chúng ta cần phải chờ xem mới rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin siêu cò Nguyễn Thị Thanh Nhàn quyền lực khuynh đảo, quan cấp tỉnh phải thỉnh nhờ bà cò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bi Vốn Phạm Nhật Vượng viết tâm thư lùa gà nhà vào lò. Có thể nói chiêu bài yêu nước đã thất bại bởi những người chót yêu nước nên đã ôm cục nợ VinFast. Giờ lắm người phải ôm hận. Phải nói rằng ngay từ đầu VinFast đã dùng chiêu bài yêu nước khá thành công. Tuy nhiên hãng lại bán cho khách hàng sản phẩm rất nhiều lỗi. Và đặc biệt là thái độ của nhà sản xuất với khách tiên phong đã làm hãng mất điểm trong mắt các nhà yêu nước. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng lại viết tâm thư. Vingroup là một thương hiệu tư nhân lớn nhất Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, đấy là thương hiệu lớn trong một nền kinh tế méo mó có tên là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Mô hình doanh nghiệp độc tài, thái độ trịnh thượng với khách hàng và hà khắc với nhân viên, nhưng vẫn phát triển tốt đẹp. Nó phát triển tốt không phải bằng cách xây dựng thương hiệu một cách bài bản như những doanh nghiệp lớn ở nước ngoài, mà nó lớn lên nhờ quan hệ với các thế lực chính trị. Vậy nên, VinFast dù là doanh nghiệp nổi tiếng của Việt Nam thì khi ra nước ngoài nó vẫn như con gà mắc tóc vì không biết xây dựng thương hiệu như thế nào cho phù hợp với cuộc chơi toàn cầu. Cho tới nay, VinFast đã đốt hàng tỷ đô la mà vẫn chưa tự sinh ra lời. Điều này cho thấy cơ hội tự đứng vững và sống bằng lợi nhuận của VinFast dường như đã cạn. Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế nô bộc thì ca tụng Phạm Nhật Vượng hơn người, rồi thì mua mô hình thành công của nước ngoài như là cách đi tắt đón đầu, chứ không đi từ từ từng bước một. Và thực tế cho thấy việc xây dựng thương hiệu là một việc làm căn bản cho một doanh nghiệp muốn bơi ra thị trường thế giới, thì VinFast vẫn chưa làm được. Đến nay đã 5 năm bán ô tô mà hãng vẫn còn đốt tiền như đớp dạ, thì có thể nói tham vọng của Phạm Nhật Vượng trong thị trường công nghệ đã bị dội một gáo nước lạnh. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang mơ giấc mơ thương hiệu toàn cầu. Vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup đã viết tâm thư gửi đến nhân viên Vingroup. Ông nói rằng VinFast là dự án kinh doanh nhưng được lập ra bởi sự sứ mệnh cao cả. Thực sự là rất cao cả, đó là xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế. Ở những bản tin trước, tờ Thời báo chấm đê đã có bài viết về hành động của ông Phạm Nhật Vượng cho đội ngũ 400 cameramen đặt camera khắp nơi trong Vinhome City ở Hà Nội lùng bắt lỗi của nhân viên tại đây để trừ lương. Chỉ tiêu là mỗi nhân viên phải bị moi ra 600 lỗi mỗi tháng, nếu không, đội ngũ cameramen này sẽ bị trừ lương. Cách làm này của ông Phạm Nhật Vượng nhằm thay thế cho cách giảm lương. Nếu giảm lương thì nhân viên sẽ nghỉ việc. Làm cách này vừa được tiếng là có kỷ luật, đồng thời công ty cũng tiết kiệm được lượng rất lớn tiền lương nhờ tiền phạt mang về. Lần này, ông Phạm Nhật Vượng lại viết tâm thư kể lể về sứ mệnh cao cả, nhằm đánh động vào lòng tự hào ảo về sứ mệnh cao cả của công ty. Cách làm này mục đích là ngăn chặn làn sóng bỏ việc khi mà ông Vượng ngày một áp dụng các biện pháp hà khắc với nhân viên của mình. Đây là hình ảnh một cửa hàng của VinFast tại Mỹ. Tình hình sức khỏe tài chính của Vingroup hiện nay đang rất ảm đạm. Ông Phạm Nhật Vượng đang hết tiền để mua thực phẩm nên đã lùa gà nhà vào lò để mổ làm thịt, giải quyết qua cơn đói. Vingroup là doanh nghiệp tư nhân đứng hàng đầu của Việt Nam thì hoàn toàn đúng, nhưng nói tới một thương hiệu đẳng cấp thế giới thì Vingroup còn rất xa, chứ không như những gì ông Phạm Nhật Vượng cấy vào đầu nhân viên của mình. Nền kinh tế Việt Nam thì đang ê chề, những doanh nghiệp phất lên nhanh chóng với mô hình kinh doanh méo mó đã tự ảo tưởng. Sự ảo tưởng ấy bị dội một gáo nước lạnh khi xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ. VinFast cũng mang theo tai tiếng với văn hóa hối lộ, với cách quảng cáo thiếu trung thực
và không chịu đầu tư nghiêm túc vào chất lượng của sản phẩm để có thể trở thành thương hiệu toàn cầu. Vingroup nói chung và VinFast nói riêng cần phải gột bỏ chất phèn từ ao làng Việt Nam thì may ra mới có thể trụ lại được với cuộc chơi lớn. Còn vẫn giữ văn hóa chặt chất cộng sản thì giấc mơ còn xa vời lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Bí vốn Phạm Nhật Vượng viết tâm thư lùa gà nhà vào lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.